Hôm nay mình có một mớ máy test bán cho anh em nha. Mấy cái này trong đây mình bán rồi á, quay để cho anh em coi biết mình có bán máy không. Xong rồi lát mình test hết mấy cái này thử cho anh em coi luôn nha. Ở đây mình còn đóng nữa nè, như đây có nè, không số ở đây là mình chưa bán nè, số này mình bán rồi, mấy số trong góc để sát góc này mấy cây này nè, đó là mình bán rồi nha. Có cây này cũng bán luôn rồi, Panasonic. Mấy pin này để mình test máy nè, pin này mình đóng mới rồi để mình test máy nè. Mấy cây này mình chưa bán nè, chỉ một góc nó mình bán rồi nha. Giờ mình mở máy thử cho anh em coi nè. Cái cây này là cây này đó, cây này cũng có giá, mở máy test máy cho anh em coi nè. Xa đó không cần đâu, máy này mình cũng bán luôn nha, để gắn giúp dùng test sẵn test. Có máy nhận lé sướng hơn người ta hơn, người ta kiếm cái đầu giết thì cũng hơi bị khó. Bốn con năm sáu, mới là cái sáu giết vậy. Máy được mới cáo này, di phân hàng hoạt nha, còn hai cây giống vậy nữa, mình đâu có mở được. Có một cây xuất xứ từ Trung Quốc nhưng mà vẫn nhập qua Nhật này, hay là thế càng chán này, thấy cây này cũng di phân rồi, cây này 200k chứ từ Trung Quốc mà cũng xuất qua Nhật này. Lấy cái pin test cho anh em coi này, mới chạy bình thường nha. Này còn được ba cây, lấy gì mình bán nhiều quá. Cái này dễ bán 25k cộng nè, đụng vô pin là nó chạm đi nghe không, không cánh gì chạy nè, không cái này thấy không, mới chạy nha. Đảo chiều nè, trong đây hơi khó bóp tí nha, đảo chiều lại nè, không mới chạy như bình thường nha anh em. Cái này ở này nó có như 5 số như đó, coi nó đốt pin này coi cái động nó chạy mặt máy mới cáo mà, thấy không mới cáo cả chưa, đúng rồi có 5 số rồi, ngoài 5 số, 5 số cấp trượt lại một cấp quan công trượt. Test cái máy thử rồi cho anh em coi nè, bỏ điện thoại đi em. Chém như này. Rồi, máy chạy nè. Máy chạy rồi hoài nè. Đảo chiều này. Cái này mở là nó hơi khó nha. Đảo chiều nãy mình đảo rồi, rất là thường ấy. Còn vẫn còn nhảy chứ. Thì bây giờ mình gỡ cái này ra nó hơi khó đảo chiều. Đó, mình test máy lên mình chạy coi thử nha. Cái này là thân thân máy công là 250k nha, mình bắn rồi nha, máy là tiền ru bị cắn gì đó là nó vô luôn đó. Mở cái tốn thời gian nhỏ xíu, cũng có búa đàng hoàng nữa. Dặn thì sơ nên chưa dặn cứng. Anh em đóng pin là cái sạc này mà đóng pin luôn bán 4,5 pin sạc ba cái này nhé. Có một cây xuất xứ từ Trung Quốc nhưng vẫn nhập qua Nhật nha. Cây
cây này có 200 này, tại tứ Trung Quốc á, qua nhiều quán nhập Nhật tại mới 200, cây này 2 bữa luôn. Cây này nó có khi dính mũi cây này mình để mũi cây luôn, cây nào không có dính là mình để hết. Bả cây này bả người sống cho mình test mấy cái máy bán đồ thử cho đem coi đồ dít. Quay tới nhưng mà đeo thấy. Cây này mới đem về là bán liền được 48. Bán 280 cây này, vừa đem về là có người lấy liền. Dẹp cây này mới quá mình chưa test luôn, thì khách vẫn lấy. Bảo đảm cái cây này sống chắc luôn. Đấy, mới cáo vào đầu. Mới má là bình thường thôi. Cái mấy cây trong đây mình bán rồi sẵn nó khó thì mình quay lên đi coi nha. Cái này thật là cái này mình bán 750 rồi còn mới cáo luôn. Đang nhìn cái đầu này chưa trầy một miếng sơn luôn. Máy mới cáo luôn. Pin nè. Pin có đèn báo pin nha nè. Mới cáo luôn. Cái này là hiệu 6057 Lati nha. Anh em coi kỹ test máy thử máy này cho con. Chưa kịp chùi cái đầu nữa, đầu mới cáo. Chưa có rất lơ như nè. Bên này bên chết. Cái này với bán thân máy vỏ pin. Rồi anh em nào muốn mua luôn pin thì thân máy pin luôn mình chặt luôn. Cộng thêm 500 nữa nha. Điều tóc rồi các bạn coi mình cho điều tóc nhanh thắng điều tóc nhanh thắng đảo chiều này điều tóc nhanh thắng cái này nó có tới 17 số nha, 17 số 21 số luôn, vừa có búa vừa có khoan. Số này mới nhớ là khoan cấp búa là hơi bị ngon quá dữ nhanh này, là thắng này, nhanh là thắng này, mới niềm đồ có một cấp động đây là chạy chậm luôn nè, chậm nữa không nè, chậm nè, về tóc rồi về tóc này nè, nhanh này thắng này. Rồi ok mới này nha, bên này mình gắn test nha, bên này có nó nha. Này thân máy cho pin bán 750 á, hơi rẻ thì bán cái này khó luôn. Gỡ gần chết đi. Mấy cây trong đây rồi mà mình truyền mới vừa đăng lên Facebook là có người mua hết rồi. Cái này có chế độ bê tông nha anh em. Chữ T này không? Máy này nói chung mình không xịt. Tất cả máy mình bán là không xịt dầu bóng nha. Có mấy cái mình chưa chùi rửa luôn á, giống cái này chưa chùi rửa nè. Máy còn zin 100% nha. Đồ bê tông thấy dưới tay không? Có bê tông nha. Vẫn là giống bình thường nè. Đúng không? Đó. Giống bình thường, đồ bê tông. Này có hai cấp, ba cấp chế độ. Khoan trượt. Giờ khoan dít không trượt. Giờ cấp chế độ bê tông. Này gắn một bên thử cho nền bằng. Bên này là nguyên theo máy nha. 15.6 đâu thấy 15.6 à 15.6 pin có đèn đèn, đèn báo pin này ngoài cái này mình muốn bán luôn à, nhiều có đang đặt hàng sớm mình bán được các pin thì phải sửa thêm coi nha. Pin này pin 12 thôi, cái này mà mình mở mình trị vậy nó ra mình cứ dặn đầu nha, chứ không mình không có để luôn trong đây là được nha. Nè rỉ ra nó dặn đầu nha, đó mình đang nha, bên đây cái này mình đang khoan chế độ bê tông mình ở trong nhà không biết có sao thế đây cho bạn coi được. Để mình tháo nổ vít mình khoan khoan nói cái góc này có đầu trượt nè, đầu trượt nha, đều tóc nè, không nhanh nè thắng nè, nhanh nè thắng nè, đặc biệt nè. Cái này đang khoan có độ trượt thôi nè, đèn tóc nè, đèn tóc chiều nha,
đều tốt nè, nhanh nè, trắng nè, ăn đậu trường nè, trắng đâm nè, không, cái này mình đang rút ra là còn có quá nè, nè, mình xiết đâm xiết là cái này mình ngon, đó, rồi đâm vô nè, được rồi, quá luôn, cứng luôn, dựng khỏi tay luôn, số 4 nè. Cái này phải dứt không được, phải không quan sát được, gắn mũi phải được. Rồi. Tay mình cứng thì chịu không nổi luôn. Bê tông này nha. Thử luôn cái gạch này thử làm sao. Mà gắn dứt này ổn quá. Em gắn. Gắn cái đầu con to này thử. Gắn dứt này hơi. Quá wow. Xiết kìa, cái tông này, đó, thấy không? Thấy nè mình, thấy này ngon, ngon món đảo chiều bình thường, bên đây nó có thêm một bút nữa, cái này là tô chậm nè, đó, đây đảo chiều, đường tóc nè, lên, quấy nè. Đảo chiều này, đường tóc nè. Cái này của Na Tây anh em 6930, cái này chiều bán 8,5, cái này chiều bán 8,5 bán này, hộp bì của nó nha, những người bán đây sáu ba cái này nha, cái này cũng Na Tây luôn, chiều phải lấy 4 cây chùm luôn nè. Cây này Na Tây là 6403. Pin nó chết nè, gắn pin được. Nè. Thằng máy vỏ pin thế này nha. Thằng máy vỏ pin 550k. Pin đó nè. Giờ anh em đóng pin rồi là xài 16 cell là xài vô thư. Để mình gắn một pin mình test thử nè, từ chỗ đó để đây. Pin này mình đánh test. Từ tóc này lên thấy không? Từ tóc này nhanh nè, thắng nè, nhanh nè, thắng nè, đó kìa nè, từ tóc này không, nhanh nè, thắng nè. Cái này nó cũng có 21 số luôn, cái này chỉ có 2 cấp nha, không có cấp bê tông, một khoan trượt, một khoan không trượt, khoan trượt nè. Đó, cái 21 thì nhỏ luôn, cái 21 mình thì nhỏ luôn. 13, 13, 17 nè, 17 trượt, chịu không nổi nè. Khoan, giờ khoan không trượt nè. Đó, mạnh ghê, dặn cái tay cũng bành. Gắn này vô thử cho em coi, cho nó trượt đi, nó trượt ra tay quá. Rồi gắn cái vít cho em coi, đầu nó là mới, không lắc gì luôn. Tất cả máy mình bán là con thịt gà bóng nha nè. Máy hoài là thịt gà bóng hết. Rồi, mũi ra vô nè. Cái đầu mũi ra vô. Vô. Đó. Gắn cái đầu thử với em coi. Cái đầu này là gắn mũi. Đầu từ ba lên hết nha nè. Bán đầu 13 ly, 13 ly vô nặng quá, dẻo quá rồi, xiết nè, lắp trượt, đang lắp trượt đi từ tóc nè, không mới vẫn là yên nhanh nè, thắng nè. Máy này mình bán thân máy vỏ pin là 550k nha nè, hay ai có lấy pin thì nhu cầu mình đóng luôn, tất cả các máy có nhu cầu làm đóng pin hết á. Cái này là 6403 hết máy rồi, đó đây không, quay hết máy, quay thấy không, thấy chưa, xa xa ra không cần gần đâu, này không đầu nè, chữ ra nè,
không nói không biết rồi quay đủ mình mở ra các cái khác cho bạn coi mấy cây này đấy mình để đây là mình bán rồi con hỏi đem về là có người lấy liền con hỏi một qua ba đây nè gắn cái pin này gắn pin lại để con lắp pin này khác máy rồi không máy đi nè cây na ti thì mình cũng bán rồi nè 500k thân máy vỏ pin luôn có pin nó hơi bị ngon rồi phải kỹ nhận nha na ti nè pin này của nó ngon giờ nó mắc mắc cái một cái lúc mua cái đầu treo ở đây thôi nha cây na ti này là EZT612 tiền bán 500k cho anh chị thôi máy vỏ pin này quá ngon pin này mình thấy mình thích luôn có này mỗi pin này pin này còn hơi giống trống đấy nè rồi bấm dẫn lên nữa đúng không pin mình chưa đốt pin giờ test nha đề tóc nè đó đề tóc nha nhanh nè ấn nè bên đây nó có một tua này nha nó này hai số nè số này 100 nè đề tóc nè cứ gắn pin vô test thôi nha được nói nhanh nè để gắn pin test cho mình thôi pin vẫn còn sống không biết nó cầm điện lâu hay không nè pin nó nè pin lại pin pin nó nè còn cây mà đầy đủ thì nó có mắc cái này hơi xấu nó giá 500k thôi cái con pin mới rồi cái này ok cái này là bắt đầu chậm nha đó chưa nè nè mà cái con này cũng có người lấy rồi điều tóc nữa không thấy không máy này mình chưa chùi rửa gì luôn á sơ rồi chưa mở luôn máy tất cả máy của riêng nó nha nè máy nào sửa chữa mình bán của nó sửa chữa nha không đây nè điều tóc nữa nhanh nè ấn nè tạo chiều nè máy có đường pin như thế này nè điều tóc nè điều tóc nè điều tóc nè không điều tóc nè điều tóc có cỏ mà cũng chả không có chạy mà điều tóc nè nhanh nè thắng rồi rồi ok cái này chìm bán á thằng máy cho pin 5k 17 phút rồi ok rồi giờ mà tắt clip này anh em xong rồi quay clip khác nha.